Phát hiện cô gái có diện mạo giống hệt Rose Blackpink khiến cộng đồng mạng phải ngỡ ngàng. Tưởng đâu chị em song sinh cơ đó. Wow. Để mà nói về sự xinh đẹp của cô vợ quốc dân Rose thì không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng để được ngắm nhìn idol tận mắt thì rất khó có cơ hội. Mới đây, cộng đồng mạng được fan xôn xao với đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội. Tưởng đâu idol mình đi thay đổi kiểu tóc, thậm chí phải dụi mắt tới 3 lần vì quá giống Rose Blackpink. Một cô gái lạ với diện mạo xinh đẹp dạng người, từng đường nét khuôn mặt quá ư là tương đồng, khiến ai cũng phải thốt lên rằng chẳng khác nào chị em song sinh cả. Chắc chắn cô gái này là fan ruột của Rose Blackpink rồi. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra in tư của cô gái lạ. Cô gái đến từ Trung Quốc. Trên kênh TikTok cá nhân, dân tình cũng phải gật gù công nhận từ kiểu tóc, style cho đến lối make up không khác gì bản gốc. Thậm chí, nhiều người còn hoa hết cả mắt vì tưởng đâu đây là tài khoản phụ của idol nhà mình. Công nhận, người giống người là có thật mọi người ạ. Bạn nghĩ sao về sự xinh đẹp của cô nàng này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.